Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên Đông tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, ngành còn tập trung thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện về công tác giáo dục và đào tạo, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục của huyện nhà lên tầm cao mới, sánh với các đơn vị huyện vùng thuận lợi của tỉnh Điện Biên. Năm học 2019-2020 là một năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục nước nhà nói chung và ngành giáo dục huyện Điện Biên Đông nói riêng. Trong năm học này, toàn ngành gặp không ít những khó khăn thách thức bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau những kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 từ học kỳ 2 của năm học 2019-2020, ngành đã xác định dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, do đó vừa dạy học vừa phòng chống dịch hiệu quả, dựa trên tinh thần chủ động, luôn được đề cao, cơ sở vật chất phòng chống dịch luôn sẵn sàng, chỉ đạo các trường đo thân nhiệt mỗi khi các em tới trường, nhắc nhở các em thường xuyên vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Bằng những việc làm cụ thể đó đã phần nào nâng cao được nhận thức của thầy và trò trên địa bàn huyện trong công tác phòng chống đại dịch. Thì khi đến trường thì chúng em được các thầy cô cho đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ và giữ khoảng cách an toàn với bạn bè. Năm học 2019-2020, toàn huyện có 54 trường, trong đó có 19 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 4 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Với tổng số 870 lớp, trong đó các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo có 823 lớp, khối các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên có 47 lớp. Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng công tác xã hội hóa giáo dục, huyện Điện Biên Đông đã đầu tư xây mới sửa chữa được nhiều công trình lớp học, khu bán trú, bếp ăn, nhà vệ sinh. Qua đó đã góp phần tích cực trong công tác dạy và học trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Trong năm học, Phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các trường, cơ bản đảm bảo vị trí việc làm. Công tác bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện đúng theo kế hoạch của từng cấp học. Nội dung học tập đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn của từng đơn vị. Với sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành giáo dục huyện, năm học vừa qua, chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh các cấp tăng so với năm học trước, duy trì vững chắc công tác phổ cập giáo dục. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông, sự quan tâm của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên Đông và đặc biệt là sự quan tâm của Đảng ủy chính quyền địa phương, mà nhà trường đã xin được khu vực đất ở trên bản Nậm Mắng để chuyển trường từ cái khu vực rất là nguy hiểm cho học sinh, thì hiện nay là nhà trường cũng đã nhờ được cái sự kêu gọi ủng hộ của các ban ngành đoàn thể rồi là các mạnh thường quân, mà nhà trường đã xây dựng được cho tới thời điểm này là 24 phòng học, về cơ bản là đáp ứng được cái việc học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh. Từ năm 2018 nhà trường đã chuyển lên địa điểm mới, thì cái việc học tập cũng như là việc sinh hoạt bán trú của các em thì nó được nâng lên rõ rệt. Về chất lượng dạy và học nâng lên rõ rệt, rồi cải thiện những cái đời sống tinh thần cũng như là vật chất cho các em rất là tốt. Và cho tới thời điểm này thì nhà trường cũng rất là cảm ơn cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã giúp đỡ nhà trường để cho học sinh có một cái môi trường học tập rất là an toàn
và bổ ích. Đối với xây dựng cơ sở vật chất thì huyện Núi Đông là một cái huyện đặc biệt khó khăn, nên là cơ sở vật chất thì còn nhiều khó khăn, thì đã tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và các cái tổ chức từ thiện thì đã xây dựng được hệ thống cơ sở trường lớp. Đối với các cái điểm mầm non thì cơ bản đã xóa được tranh tre nứa lá. Còn đối với các cái trường tiểu học thì đến hiện nay thì những cái điểm bản mà quá tạm bợ thì không còn, và đã tập trung đầu tư xây dựng vào các cái điểm trung tâm để làm sao các em được học ở trong môi trường giáo dục có nhiều thuận lợi hơn, và thứ hai là cũng để tạo điều kiện cho các em tiếp cận được cái nhiều nguồn thông tin để các em tiếp cận cái giáo dục mới. Đối với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó trọng tâm là áp dụng sách giáo khoa mới ở lớp 1 năm học 2020-2021, ngành giáo dục huyện Điện Biên Đông đã có những bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ, công tác tập huấn cho giáo viên trực tiếp đứng lớp 1 của năm học 2020-2021. Xác định việc áp dụng sách giáo khoa mới ở lớp 1 là vô cùng quan trọng, cần phải có sự thông hiểu của phụ huynh. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường tiểu học tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và giới thiệu bộ sách giáo khoa mới lớp 1 năm học 2020-2021 cho các phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1. Để thực hiện mọi điều kiện cho chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì nhà trường đã thực hiện và triển khai, một là đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện của nhà trường. Cái thứ hai là quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh trong nhà trường, và tổ chức cho cán bộ quản lý nghiên cứu những nội dung chương trình giáo dục phổ thông và chọn cử giáo viên dạy lớp 1 phù hợp, và chọn lựa chọn những đội ngũ giáo viên cốt cán tập huấn vào cuối năm 2019-2020 và cho cán bộ quản lý cùng nghiên cứu lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 để phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Và tiếp theo nữa là rà soát cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. Và nhà trường đặc biệt là đẩy mạnh cái công tác truyền thông tới cha mẹ học sinh và xã hội để hiểu rõ hơn về nội dung chương trình giáo dục phổ thông. Để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, trong năm học mới nhà trường cũng đã giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, đặc biệt là động viên anh chị em tích cực tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. Hiện nay toàn huyện có 11 trường trung học cơ sở, 4 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trong năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo các trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức dạy học theo chủ đề, chuẩn bị tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, chỉ đạo các trường tổ chức chuyên đề tập trung và đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Chất lượng cấp học nói chung có nhiều chuyển biến so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt trên 52%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hệ phổ thông là 99%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hệ bổ túc văn hóa đạt 100%. Khi mà được quy đổi từ đánh giá trường học mới sang trường học hiện hành thì chúng tôi cũng không thua kém các bạn của trường hiện hành. Ví dụ như là học sinh giỏi của chúng tôi cũng tăng. Khi mà được đánh giá thì đánh giá theo trường học mới, nhưng khi quy đổi để xếp, để lãnh đạo nhìn nhận chung ấy, thì chúng tôi lại phải quy đổi ra trường học hiện hành. Thì cái chất lượng của năm học 2019-2020 trường tôi là có 58 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, mà trường học mới của chúng tôi là hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy ạ. Còn riêng đối với lại học sinh khá thì nó cũng đạt là 148 học sinh. Song song với công tác nâng cao chất lượng dạy và học, công tác bán trú cũng được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Toàn huyện có 27 trường phổ thông dân tộc bán trú. Trong những năm qua, các chế độ chính sách đối với học sinh bán trú luôn được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm học, Phòng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân về chế độ chính sách đối với học sinh bán trú để các bậc phụ huynh quan tâm cho con em đến trường. Học sinh bán trú được chăm sóc toàn diện từ nơi ăn chốn ngủ đến việc rèn luyện kỹ năng sống. Từ đó các em đã chú tâm đến việc học tập của mình hơn, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được nâng lên.
Sự thay đổi lớn nhất từ mô hình trường học bán trú chính là tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, giáo viên đỡ vất vả hơn. Đối với những trường học ở vùng cao, những năm trước đây, khi chưa có mô hình trường học bán trú, cơ sở vật chất của các trường còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đi học không chuyên cần rất phổ biến. Từ khi triển khai mô hình trường học bán trú, đặc biệt khi thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ học sinh chuyên cần đến lớp đạt khá cao. Đến nay không còn cảnh giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh ra lớp như trước. Cùng với những bữa ăn đảm bảo về chế độ dinh dưỡng, khẩu phần và vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp các em có thể trạng tốt hơn, phục vụ cho việc học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động. Con ở đây thì tôi thường xuyên xuống thăm các cháu, thì trong quá trình thăm các cháu tôi xem các bữa ăn thì tôi thấy là bữa ăn rất chi là đầy đủ nhỉ. Tôi thấy là thầy cô giáo rất là nhiệt tình này, chăm lo cho các cháu này, từng bữa cơm này, từng giấc ngủ này, tôi rất chi là yên tâm. Xác định công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng nông thôn mới của huyện. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp của huyện Điện Biên Đông đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên theo dõi, giám sát lộ trình xây dựng trường chuẩn của từng đơn vị, gắn xây dựng trường chuẩn quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp với ngành giáo dục, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, hoàn thiện mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị cho các nhà trường. Với sự phấn đấu nỗ lực của toàn ngành, đến nay huyện Điện Biên Đông đã có 33 trường đạt chuẩn, đạt 58%. Đây là chỉ tiêu mang tính đột phá đối với sự nghiệp giáo dục của huyện nhà, góp phần vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để bước vào năm học mới 2020-2021 với tâm thế vững tin nhất, Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, rà soát các điều kiện phục vụ hoạt động giảng dạy của đơn vị. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất các địa phương xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học cho năm học mới. Đến nay, các nhà trường đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trường lớp, phòng chức năng, công trình vệ sinh, tạo thêm sự phấn khởi, động lực cho thầy giáo, cô giáo an tâm công tác, các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn trong một năm học mới. Năm học 2019-2020, toàn ngành giáo dục Điện Biên Đông thì có 57 đơn vị trường học. Thì sau khi thực hiện cái chủ trương sát nhập các đơn vị trường, thì hiện nay trường toàn huyện là còn 15-1 trường. Thì trong năm 2019-2020 thì tiến hành sát nhập 12 đơn vị trường, thì đã giảm được 6 đầu mối. Và trong quá trình xây dựng trường chuẩn ấy, thì hiện nay toàn ngành thì có 33 đơn vị trường đã đạt chuẩn. Về cái kết quả đạt được tiếp theo đó là trong công tác phổ cập giáo dục của 3 cấp, cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thì đối với phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi thì đang duy trì tốt 14 trên 14 đơn vị xã. Và đối với tiểu học, phổ cập tiểu học thì hiện nay toàn ngành đã đạt được 12 trên 14 xã là phổ cập tiểu học mức độ 3. Và đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở thì đã có 4 xã là hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Và một nội dung nữa đó là để chuẩn bị cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, để chuẩn bị cho cái tiếp cận với sách giáo khoa mới, thì toàn ngành đã tiến hành tổ chức tập huấn được 16 lớp cho hơn 600 lượt học giáo viên tham gia tập huấn, và chọn lựa những cái giáo viên có năng lực sư phạm chuyên môn tốt để tham gia giảng dạy ở các lớp đầu cấp, đặc biệt là đối với học sinh lớp 1. Thì về để chuẩn bị thì về cái sách lớp 1 thì về cơ sở vật chất để phục vụ cho cái lớp 1 và chương trình giáo dục phổ thông 2018, toàn bộ đầu năm học là các em đã có đầy đủ sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên đã được bồi dưỡng tập huấn đầy đủ. Nhìn lại chặng đường một năm học vừa qua, có thể thấy rằng dấu ấn mà ngành giáo dục huyện đạt được là sự vượt trội về chất lượng mũi nhọn và từng bước vững chắc nâng cao chất lượng đại trà. Năm học 2019-2020 khép lại với những cố gắng nỗ lực không ngừng,
cũng như những thành tựu của ngành giáo dục huyện Điện Biên Đông đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Hoàn toàn có thể hy vọng rằng trong năm học 2020-2021, ngành giáo dục huyện nhà sẽ tiếp tục đột phá, phát triển vượt bậc, tiếp tục có những thành tựu đáng trân trọng, tự hào, góp phần xây dựng, phát triển một nền giáo dục Điện Biên Đông nói riêng và nền giáo dục tỉnh Điện Biên nói chung ngày càng phát triển, thành công hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực địa phương cho đất nước. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.